Chủ và tớ. Bà Trương là tổng giám đốc một đài xí nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công dân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ, nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi, thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành sa sút. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi, sau đó còn đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ, bà Trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa. Thằng Cường liền nổi quạo, không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha, khiến cho ông bị thương mắt phải. Bà Trương giận quá, cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm. Lúc đó tôi gặp bà Trương, thấy mặt mày bà tiều tụy, mắt đỏ hoe, buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho, mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp. Nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm, thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp, nhưng mà tất cả đều vô dụng. Trời ơi. Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng, tôi rất cảm thông, liền an ủi giải thích. Phải ôm lấy thống khổ, chịu não phiền nung nấu như hôm nay, tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra. Nguyên bà Trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng, nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi. Bà Trương thuở đó mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loại giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu nên rất khinh người. Lúc đó, trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nó do thiếu nợ họ, vô phương đền trả nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bộc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực thằng bé, nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý, khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận, rồi trói tay trói chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. May là có một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở. Nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, thằng bé đã ôm hận oán. Nó thề, sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội. Thằng bé thờ quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ, nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ Trương. Nó đến là để đòi nợ. Một ngày không xa trong tương lai, đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết. Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi, bà Trương bật khóc thống thiết. Chồng bà ngồi bên vội an ủi. Đừng khóc, đừng khóc nữa bà nó ơi. Hèn gì mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành sa sút, chỉ mê chơi game trên mạng, còn phát tệ, đánh cha mắng mẹ. Té ra, do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác, bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay, trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thuở xưa, và quỳ tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho Cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng, và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ,
Sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. 3 tháng sau, bà Trương gọi điện tới, xúc động nói. Vô cùng cảm tạ ngài, Phật Pháp thật quá thần kỳ. Sau khi chúng tôi ăn chay, sám hối, tụng kinh, hồi hướng cho cái thằng Cường rồi, thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại. Hơn nữa, cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa. Đúng là quá giải quán kết quan gia, chứ có hành theo Phật Pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Giải thích thêm, những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác. Đa số thường than, thật khó mà dạy dỗ con cái. Vì đời trước, đa số chúng là kẻ bị hại, đời này đến làm con để báo oán. Là phụ mẫu, cần tin sâu nhân quả, không nên nhắm mắt đánh đập con cái, mà phải sám hối những điều đã làm, đã trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình. Phải vì con ăn chay, tụng kinh hồi hướng, cầu Phật lực nhiếp thọ, hóa giải, biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. Tiếp theo, còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ, hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ phải đoạn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị nghịch tử đến ở kề bên, nhưng nếu có phúc duyên, khéo thân cận Phật Pháp, thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc, nhờ vào sự học Phật, tu trì, khiến đôi bên cùng được lợi, toàn gia đồng hưởng pháp lạc, biến phiền não thành bồ đề. Riêng những người làm con, nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ, thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Trong cuộc đời, chúng ta có hai sự chọn lựa: chìm đắm trong thế gian hay vượt lên trên thế gian. Đức Phật là một người đã có thể tự mình vượt lên trên thế gian, và vì thế ngài đã đạt được sự giải phóng về tâm linh. Cùng thế ấy, có hai loại kiến thức thế gian và kiến thức tâm linh hay trí huệ chân chính. Nếu chúng ta chưa tu hành và rèn luyện chính mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu kiến thức, nó vẫn là kiến thức của thế gian, và do đó không thể giải phóng chúng ta. Hãy nghĩ và nhìn cho kỹ. Đức Phật nói rằng, các pháp của thế gian xoay chuyển thế gian, chạy theo thế gian, tâm bị vướng nơi thế gian, làm ô nhiễm chính nó, dầu lui hay tới, nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Người thế gian là những người luôn tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không bao giờ thấy đủ. Kiến thức thế gian không khác gì sự ngu dốt, nó không phải là kiến thức với sự hiểu biết rõ ràng, cho nên nó không có chỗ dừng lại. Nó xoay dần chung quanh như mục đích thế gian. Đó là sự tích góp của cải, mong cầu danh lợi và dục lạc. Nó là một tấm màn ảo tưởng dày đặc mà chúng ta bị cột chặt vào. Một khi chúng ta đạt được một điều gì, sự ganh tị, lo lắng và ích kỷ phát sinh. Và khi chúng ta cảm thấy sợ hãi mà không thể đẩy lùi nó bằng sức người, chúng ta dùng đầu óc của mình để phát minh ra đủ thứ công cụ, ngay cả vũ khí và bom nguyên tử, chỉ để làm nổ tan xác những người khác. Tại sao lại phiền phức đến thế? Đây là con đường của thế gian. Đức Phật nói rằng, nếu một người đi theo con đường này, họ sẽ đi mãi mà không tới khúc cuối. Hãy tu hành để giải thoát. Hẳn nhiên, sống thuận với trí huệ chân chính không phải dễ, nhưng những ai thành tâm cầu đạo sẽ có thể bền tâm và nhẫn nại. Thiểu dục đi túc, ăn ít, ngủ ít, nói ít và sống có tiết độ. Bằng cách này, chúng ta có thể đoạn tuyệt với thế gian.
Nếu hạt giống của thế gian chưa bị nhổ tận gốc rễ, chúng ta sẽ vẫn bị phiền toái và rối rắm mãi. Ngay cả khi bạn đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục lôi kéo bạn. Nó tạo nên quan điểm của bạn, ý kiến của bạn. Nó tô điểm những ý tưởng của bạn. Nó là như thế đó. Chúng ta không nhận thấy điều này. Họ nói rằng họ sẽ hoàn tất những công việc của thế gian. Họ chỉ hy vọng thôi. Giống như một vị thủ tướng chính phủ mới nhậm chức, nóng lòng muốn bắt đầu công việc quản lý của ông. Ông ta nghĩ rằng ông có tất cả những câu trả lời, nên ông vũ bỏ hết những chính sách cũ, nói rằng: xem đây, tôi sẽ làm tất cả một mình. Đó là tất cả những gì họ làm: mang thứ này vào và đem thứ kia ra, không bao giờ hoàn tất một điều gì cả. Họ không bao giờ thực sự thành tựu một điều gì. Bạn không thể nào làm một điều gì mà có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Người thì thích một ít, người thì thích rất nhiều. Có người thích ngắn, có kẻ thích dài. Người thích mặn, kẻ thích cay. Muốn đem mọi người lại với nhau và đồng ý với nhau là một điều bất khả thi. Tất cả chúng ta đều muốn thành tựu một điều gì trong đời mình. Nhưng thế giới với tất cả sự phức tạp của nó khiến cho con người khó có thể thật sự thành tựu một điều gì. Ngay cả Đức Phật sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi và cao quý của một vị thái tử, vẫn không tìm thấy sự thành tựu nào trong đời sống thế gian. Cái bẫy của lục căn. Đức Phật nói về dục vọng và lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm, pháp. Sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt, xấu, vân vân, dẫy đầy khắp nơi. Sắc: có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ? Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với một thân hình hấp dẫn vừa đi ngang qua, bạn nhìn sững. Còn âm thanh thì sao? Không có âm thanh nào thu hút bạn hơn tiếng nói của người đàn bà. Nó xuyên thấu con tim của bạn. Mùi hương cũng vậy. Mùi nước hoa của người đàn bà quyến rũ hơn hết. Không có mùi hương nào khác có thể sánh được. Vì ngay cả món ăn ngon ngọt nhất cũng không thể so sánh với vị ngọt ngào của một người đàn bà. Xúc cảm cũng vậy. Khi bạn vuốt ve một người đàn bà, bạn choáng váng, say sưa và quay cuồng. Có một pháp sư thần thông quảng đại ở Taxila, tại nước Ấn Độ thuở xưa. Ông dạy cho một trong các môn đệ tất cả phép thuật và bùa chú của mình. Khi người đệ tử đó đã thông thạo, anh ra đi với một chỉ thị cuối cùng từ vị thầy của mình: ta dạy cho con tất cả những gì ta biết về thần chú và phép thuật. Những loài vật có nanh vuốt, những loài có sừng và ngay cả những con thú to lớn, con cũng không cần phải sợ. Con sẽ được bảo vệ từ những thứ này. Ta có thể bảo đảm điều đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều ta không thể che chở cho con. Đó là sự quyến rũ của một người đàn bà. Không có thần chú nào có thể bảo vệ con khỏi điều này. Con phải tự chăm sóc cho mình. Đàn bà gây phiền phức cho đàn ông, đàn ông gây phiền phức cho đàn bà. Nó là vậy. Nếu đàn ông sống với nhau thì không có vấn đề. Nếu phụ nữ sống với nhau cũng không có vấn đề. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người đàn bà, trái tim của anh ta đập loạn xạ. Cái gì vậy? Lực gì vậy? Nó lôi kéo và hút bạn vào. Không ai nhận ra cái giá mà họ phải trả. Những đối tượng của tâm nảy sinh từ lòng ham muốn, ham muốn của cải, ham muốn giàu có, hay tham đắm mãi một điều gì đó. Loại ham muốn này không thâm trầm và mãnh liệt lắm, nhưng cũng đủ để khiến cho bạn say sưa, ngây ngất. Tình dục thì khác. Khi nó trỗi dậy, bạn mất thăng bằng và không còn làm chủ được chính mình. Bạn quên luôn cả những người đã nuôi nấng bạn, cha mẹ của bạn. Đức Phật dạy rằng lục trần, đối tượng của lục căn, là những cạm bẫy của ma dương. Ma dương nên được hiểu như là một điều gì đó có hại cho chúng ta. Cạm bẫy đó trói buộc chúng ta. Nó là cái bẫy của thợ săn, và thợ săn là ma dương. Khi thú rừng rơi vào cái bẫy của thợ săn, tình trạng của chúng rất đáng buồn. Chúng bị giữ chặt lại và phải đợi người thợ săn tới để giết chúng. Bạn có thấy cái bẫy chim bao giờ chưa? Cái bẫy bật mạnh lên và bóp thọc ngay cổ. Một cái lò xo tốt giữ chặt con chim lại. Nó bay tới bay lui nhưng không thể thoát khỏi nơi đó. Khi người thợ săn tới thế là xong.
hết đường chọn lựa. Cạm bẫy của lục trần cũng vậy, chúng nắm giữ chúng ta và trói chặt chúng ta lại. Nếu bạn dính mắc vào lục căn, bạn cũng giống như con cá bị mắc câu. Khi người thuyền chài tới, bạn có dùng dãy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi được. Thật ra bạn không bị bắt như kiểu con cá, mà giống kiểu con ếch hơn. Con ếch nuốt chửng cái lưỡi câu xuống sâu dưới bụng của nó, con cá chỉ mắc câu nơi miệng. Bất cứ ai bám víu vào lục căn thì cũng như vậy. Họ giống như một người say rượu mà gan đang bị hư hoại dần. Họ không biết khi nào họ uống đủ. Họ cứ uống, uống mãi một cách bừa bãi, và rồi họ mang bệnh và chịu đau đớn. Một người đàn ông đang đi trên đường và rất khát nước. Ông ngừng lại và hỏi xin một ly nước. Người cho nước nói: anh có thể uống nước này nếu muốn. Nước có mùi vị ngọt ngào, nhưng nếu uống nó vào, anh sẽ bị bệnh. Tôi phải nói cho anh biết trước, nó sẽ khiến anh bệnh nặng đến độ có thể chết được. Người đàn ông đó không nghe lời, ông ta khát nước quá rồi. Đây cũng giống như trường hợp một người thèm khát thú vui của lục căn. Đức Phật dạy rằng chúng là chất độc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp là chất độc. Chúng là những cạm bẫy tai hại. Nhưng người đàn ông này không nghe. Tôi muốn uống nước, bất kể hậu quả là gì, cứ để tôi uống cái đã. Ông chế một chút nước và nuốt xuống. Thấy nó thơm ngon, ông uống thêm nữa, uống cho đến đã thèm mới thôi. Và rồi ông bị bệnh nặng gần chết. Ông đã không nghe lời khuyên răn và bị áp đảo bởi lòng ham muốn mãnh liệt. Đó là tình trạng của một người tham đắm dục lạc. Ông ta say sưa với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp. Chúng thơm ngon vô cùng. Con đường thế gian và sự giải thoát. Có người chết vì những dục vọng của họ, có người thì gần ngất ngư. Bị mắc kẹt vào con đường thế gian là như thế đó. Trí huệ thế gian chạy theo các giác quan và những đối tượng của nó. Dầu trí huệ đó có tinh xảo bao nhiêu, nó chỉ tinh xảo ở mức độ thế gian. Bất kể những đối tượng của lục căn có hấp dẫn bao nhiêu, nó cũng chỉ hấp dẫn đối với quan điểm của thế gian. Nó không phải là niềm phúc lạc của sự giải thoát. Nó không giải phóng bạn khỏi thế gian. Chúng ta phải tu hành hầu có thể nhận biết trí huệ thật để tự mình buông bỏ mọi ràng buộc. Tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc, quán xét thân thể, quán xét mọi thứ chung quanh bạn, cho đến khi bạn trở nên mệt mỏi và chán ngán tất cả những thứ đó. Và rồi bạn sẽ thản nhiên trước mọi việc. Tuy nhiên, sự thản nhiên không dễ dàng phát sinh. Chừng nào bạn còn chưa nhận biết rõ ràng, chúng ta đến đây xin xuất gia. Chúng ta học hỏi, đọc kinh, tu tập, hành thiền. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm mình kiên định. Nhưng điều này không dễ. Chúng ta quyết tâm thực hành một hành nào đó. Chẳng hạn, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tu tập theo cách này cách nọ. Nhưng chỉ một hai ngày, có lẽ chỉ vài ba giờ đồng hồ thôi, thì chúng ta quên hết. Rồi khi nhớ lại, chúng ta lại quyết tâm trở lại. Lần này tôi sẽ làm đúng. Không bao lâu, chúng ta lại bị một trong các giác quan của mình lôi kéo, và lòng dũng mãnh của chúng ta lại tan theo mây khói. Và rồi chúng ta lại bắt đầu từ đầu, và cứ như thế mãi. Giống như một con đê xây dựng, quyết tâm tu hành của chúng ta yếu ớt, chúng ta vẫn không nhìn thấy và theo đuổi con đường tu hành chân chánh. Và nó cứ như thế mãi cho đến khi chúng ta nhận ra trí huệ thật. Một khi nhận thấy chân lý, chúng ta mới được giải phóng hoàn toàn. Điều duy nhất còn lại là sự bình an. Tâm chúng ta không bình an bởi vì những thói quen cũ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng những thứ này từ những hành động trong quá khứ, và rồi chúng đi theo chúng ta khắp nơi và quấy rầy chúng ta. Chúng ta tranh đấu và tìm đường lẩn tránh vì chúng ta bị chúng trói buộc và lôi kéo chúng ta theo chúng. Những thói quen này không quên đường cũ. Chúng bám vào những thứ quen thuộc để sử dụng, để say mê và để hưởng thụ. Đó là cách mà chúng ta sống. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu để giải phóng chính mình, bạn sẽ không thể xả bỏ cho đến khi bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do và nỗi khổ của cảnh nô lệ. Thường thì bạn tu hành một cách mù quáng, nhẫn nại, kỳ giới, chỉ làm theo hình thức. Bạn không thật sự tu hành để được tự do hay giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự xả bỏ những ham muốn của mình
trước khi bạn có thể thật sự tu hành. Chỉ khi đó mới có sự tu hành chân chánh. Mọi thứ mà bạn làm phải được làm với sự tỉnh giác. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thì sự nhẫn nại hay ép buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và tâm của bạn. Bất cứ thứ gì chưa hoàn tất khiến bạn cảm thấy không thỏa mãn. Những thứ này cột trói bạn với cảm giác lo âu bất cứ bạn đi đến đâu. Bạn muốn hoàn tất mọi thứ, nhưng hoàn tất mọi việc là điều không thể thực hiện được. Chẳng hạn như trường hợp của những thương gia thường đến đây để gặp tôi. Khi nào tôi thanh toán hết nợ nần và sắp xếp nhà cửa xong, họ nói tôi sẽ đến đây xuất gia. Họ nói như thế đó, nhưng họ có bao giờ sắp xếp hết mọi việc không? Khi nào mới hết? Họ vay tiền để trả món nợ này, rồi họ trả món tiền kia và bắt đầu lại nữa. Một thương gia nghĩ rằng khi trả hết nợ nần, ông sẽ hạnh phúc, nhưng biết bao giờ mới trả hết mọi thứ. Con đường của thế gian lừa gạt chúng ta như thế đó. Chúng ta cứ đi quanh quẩn mãi, không bao giờ nhận ra vấn đề của mình. Tu hành liên tục. Trong sự tu hành của chúng ta ở đây, chúng ta chỉ nhìn thẳng vào tâm. Mỗi khi thấy mình bắt đầu giải đãi, chúng ta quyết tâm mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi sau một hồi, chúng ta lại thả lỏng. Chúng ta bị tâm lôi kéo lung tung bằng cách đó. Nhưng những người có chánh niệm giữ chặt tâm lại và không ngừng củng cố chính họ, kéo họ trở lại, huấn luyện, tu tập và phát triển. Người không có chánh niệm làm hỏng tất cả. Họ cứ đi lạc hướng mãi. Họ không vững vàng và kiên định trong sự tu hành. Cho nên những dục lạc của thế gian liên tục lôi kéo họ. Có thứ kéo ở chỗ này, có thứ kéo ở chỗ kia. Họ cứ chạy theo những sự tưởng tượng và ham muốn của họ, không bao giờ đoạn tuyệt được với cái dòng lẩn quẩn này. Được xuất gia không phải dễ. Bạn phải có quyết tâm dũng mãnh. Bạn nên tin tưởng vào sự tu hành, tin tưởng đủ để tiếp tục tu hành cho đến khi bạn chán ngấy những cái thích và không thích của bạn, và rồi nhìn thấy sự việc đúng với chân lý. Thường thường bạn chỉ không hài lòng với những cái bạn không thích. Nếu bạn thích một thứ gì, bạn không muốn buông bỏ nó. Bạn phải trở nên chán ngấy với những cái không thích và những cái thích của bạn, với sự đau khổ và sung sướng của bạn. Cốt tủy của Phật Pháp là đây. Giáo Pháp của Đức Phật thâm sâu và tinh tế, không dễ hiểu đâu. Nếu trí huệ chân chánh chưa phát sinh, bạn không thể nhận ra nó. Khi bạn hạnh phúc, bạn nghĩ rằng đời chỉ có hạnh phúc mà thôi. Khi bạn đau khổ, bạn cho rằng đời sống toàn là đau khổ. Bạn không nhận ra rằng hễ có lớn thì có nhỏ, hễ có nhỏ thì có lớn. Bạn không nhận ra điều này, bạn chỉ nhìn thấy một mặt. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Khi hạnh phúc đến, bạn không quên sự khổ, bởi vì bạn biết rằng chúng phụ thuộc vào nhau. Cùng thế ấy, thức ăn có lợi cho tất cả muôn loài để nuôi dưỡng thân thể, nhưng thức ăn cũng có thể có hại. Chẳng hạn, nó có thể gây ra nhiều chứng đau dạ dày khác nhau. Khi bạn nhìn thấy lợi điểm của một thứ gì, bạn phải đồng thời nhận biết yếu điểm của nó, và ngược lại. Khi bạn cảm thấy thù hận và ganh ghét, bạn nên thiền quán về tình thương và sự cảm thông. Bằng cách này, bạn trở nên quân bình hơn và tâm của bạn trở nên an định hơn. Lá cờ rỗng không. Tôi có đọc một cuốn sách Zen. Trong Zen, người ta ít khi giải thích khi dạy dỗ học trò. Chẳng hạn, nếu một vị tăng ngủ gục trong khi thiền, họ đến gần dùng một cái gậy quất vào lưng anh ta. Khi người thiền sinh buồn ngủ bị đánh, anh ta bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách cảm ơn người đó. Thiền sinh Zen được dạy phải biết ơn đối với mọi cảm giác, cho anh ta cơ hội để phát triển. Một hôm, chư tăng tập trung trong một buổi họp. Bên ngoài phòng họp có một lá cờ đang bay phất phơ trong gió. Một cuộc tranh luận nảy sinh giữa hai vị tăng về cái lý do mà lá cờ bay. Một người cho rằng lá cờ bay vì gió, người kia cãi lại nói rằng lá cờ tự nó bay. Rồi họ cãi nhau mãi, và có lẽ sẽ cãi nhau đến chết nếu vị thầy không can thiệp. Cả hai người không ai đúng cả. Vị thầy nói, không có lá cờ,
mà cũng không có gió. Đây là sự tu hành, không có bất cứ thứ gì cả, không có lá cờ và không có gió. Nếu có lá cờ thì có gió, nếu có gió thì có lá cờ. Bạn nên suy ngẫm và thiền quán về điều này cho thật thấu đáo, cho đến khi bạn nhìn thấy đúng với chân lý. Nếu bạn suy ngẫm kỹ thì không có gì còn lại cả, tất cả đều trống không, không có lá cờ và không có gió. Trong cái không to lớn, không có lá cờ và không có gió, không có sự sinh, không có sự già nua, không có bệnh hoạn hay sự chết. Sự hiểu biết thường tình của chúng ta về lá cờ và ngọn gió chỉ là một quan niệm. Trong thực tế, không có gì ở đó cả, chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta tu hành theo cách này, chúng ta sẽ nhận ra tính toàn thể và tất cả mọi vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt. Trong cái không to lớn, tử thần sẽ không bao giờ tìm thấy bạn. Không có gì để sự già nua, bệnh hoạn và sự chết đi theo. Khi chúng ta nhìn thấy và hiểu biết đúng với chân lý, nghĩa là có chánh kiến, thì chỉ có cái không to lớn này mà thôi. Ở đây không còn có chúng ta, không có họ, không còn tự ngã nữa. Khu rừng của Lục Căn. Thế giới như những con đường bất tận của nó cứ đi mãi không ngừng. Nếu chúng ta cố hiểu tất cả, nó chỉ khiến cho chúng ta hoang mang và rối loạn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu thế giới thật rõ ràng, trí huệ chân chánh sẽ phát sinh. Đức Phật là người đã thấu hiểu những con đường của thế gian. Ngài có thể ảnh hưởng và dẫn dắt bởi Ngài có trí huệ rộng lớn về thế gian. Bằng cách quán chuyển trí huệ thế gian của Ngài, Ngài thấu suốt và đạt được trí huệ vượt thế gian, khiến Ngài trở thành một chúng sinh rất cao đẳng. Cho nên, nếu chúng ta tu tập giáo lý này, quán chiếu nó, chúng ta sẽ đạt đến một đẳng cấp tâm thức hoàn toàn mới. Khi chúng ta nhìn một vật gì, không thấy có vật đó. Khi chúng ta nghe một âm thanh, không thấy có âm thanh. Khi ngửi, chúng ta có thể nói rằng không có mùi. Tất cả lục căn đều hiện hành, nhưng chúng đều tạm bợ. Chúng chỉ là những cảm giác sinh rồi diệt mà thôi. Nếu chúng ta hiểu như thế, thì lục căn không còn có thực chất. Chúng chỉ là những cảm giác đến rồi đi. Sự thật thì không có thứ gì cả. Nếu không có một thứ gì cả, thì không có chúng ta và họ. Nếu không có chúng ta, thì không có thứ gì thuộc về chúng ta. Chỉ bằng cách này, sự khổ mới bị dập tắt. Không có ai để chịu khổ, nên ai là người đau khổ? Khi đau khổ phát sinh, chúng ta dính mắc vào sự đau khổ, và vì thế phải chịu đau khổ. Cũng vậy, khi hạnh phúc đến, chúng ta dính mắc vào sự hạnh phúc, rồi cảm thấy khoái lạc. Sự dính mắc vào những cảm xúc này tạo ra cái quan niệm về tự ngã hay bản ngã, và những tư tưởng như chúng ta và họ tiếp tục hiện hành. Đây là nơi mọi thứ sinh khởi, và rồi nó mang chúng ta đi quanh mãi trong cái dòng bất tận của nó. Cho nên chúng ta hành thiền và sống hợp với chánh pháp, chúng ta rời bỏ gia đình để đến sống trong rừng và để được bình an. Chúng ta trốn chạy không phải vì sợ hay để thoát ly thế gian, nhưng để có thể phấn đấu với chính mình. Tuy nhiên, người ta đến sống trong rừng rồi gắn bó với đời sống nơi đó, giống như những người thành thị gắn bó với đời sống thành thị. Họ lạc hướng trong rừng và họ lạc hướng nơi thành thị. Đức Phật ca tụng đời sống trong rừng bởi vì sự tĩnh mịch tinh thần và thể xác có lợi cho sự tu hành. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta gắn bó vào đời sống trong rừng hay bị dính mắc vào sự yên tĩnh và bình an nơi đó. Chúng ta tu hành là để trí huệ phát sinh. Nơi đây trong rừng, chúng ta có thể trưởng dưỡng hạt giống trí huệ. Nếu cuộc sống rối rắm và hỗn loạn, những hạt giống này khó có thể lớn mạnh. Nhưng một khi chúng ta đã quen sống trong rừng, chúng ta có thể trở ra ngoài để phấn đấu với đời sống thành thị cùng với những kích thích giác quan mà nó mang đến. Tập sống trong rừng là cho phép trí huệ phát triển, và rồi chúng ta có thể áp dụng trí huệ này ở bất cứ nơi nào chúng ta đi đến. Khi lục căn bị kích thích, chúng trở nên kích động và trở thành những địch thủ của chúng ta. Chúng chống lại chúng ta bởi vì chúng ta vẫn chưa có trí huệ để đối phó với chúng. Trong thực tế, chúng là những vị thầy của chúng ta. Nhưng vì vô minh nên chúng ta không nhận ra điều đó. Khi sống nơi thành thị, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng lục căn có thể dạy dỗ chúng ta điều gì. Chừng nào trí huệ chân chánh chưa hiện hành, chúng ta tiếp tục nhìn thấy lục căn và lục trần là những kẻ thù. Một khi trí huệ thật phát sinh, chúng không còn là kẻ thù của chúng ta nữa,
mà là cánh cửa dẫn đến sự kiến ngộ. Hãy nhìn mấy con gà rừng ở đây, ai cũng biết chúng sợ con người đến chừng nào. Nhưng tôi đã có thể dạy dỗ chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu bằng cách ném gạo cho chúng ăn. Mới đầu chúng rất sợ và không dám đến gần. Sau một thời gian, chúng quen dần và bắt đầu trông đợi thức ăn. Thấy không, có một điều gì đó để học ở đây. Mới đầu chúng tưởng rằng gạo là nguy hiểm, là kẻ thù. Trên thực tế, gạo không nguy hại gì cả. Nhưng chúng không biết rằng gạo là thức ăn, nên sợ hãi. Khi chúng tự mình nhận biết rằng không có gì để sợ, chúng mới đến gần để ăn. Gà học một cách tự nhiên như thế. Sống nơi đây trong rừng, chúng ta cũng học bằng cách đó. Lúc đầu chúng ta cho rằng lục căn là một vấn đề. Và bởi vì chúng ta không sử dụng chúng đúng cách, chúng gây rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Qua kinh nghiệm tu hành, chúng ta tập nhìn chúng phù hợp với chân lý. Chúng ta tập sử dụng chúng như mấy con gà quan sát gạo, rồi chúng không còn chống lại chúng ta và vấn đề biến mất. Chừng nào chúng ta suy nghĩ, khảo sát và hiểu biết sai lạc, những thứ này sẽ chống lại chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta bắt đầu khảo sát đúng cách, kinh nghiệm sẽ mang đến cho chúng ta trí huệ và sự hiểu biết rõ ràng. Mấy con gà đã nhận biết được rằng gạo là thức ăn, và trong một ý nghĩ nào đó, chúng ta có thể nói rằng chúng tu tập thiền minh sát, chúng nhận biết đúng với sự thật, chúng đã chứng ngộ. Trong sự tu hành, lục căn của chúng ta là những công cụ mà nếu được sử dụng đúng đắn, có thể giúp chúng ta chứng đắc. Đây là một thứ mà tất cả thiền sinh nên quán chiếu. Khi chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta vẫn còn xung đột mãi. Cho nên, khi sống trong sự tĩnh mịch của rừng núi, chúng ta tiếp tục dung bồi những cảm giác tinh tế và chuẩn bị cho hành trình phát triển trí huệ. Nhưng nếu bạn đạt được đôi chút bình an từ đời sống nơi đây, đừng nghĩ rằng thế là đủ, đừng chấp nhận bấy nhiêu thôi. Hãy nhớ rằng chúng ta đến đây là để phát triển hạt giống trí huệ. Khi trí huệ phát triển và chúng ta bắt đầu hiểu biết đúng với chân lý, chúng ta sẽ không còn bị lôi kéo lên xuống nữa. Thường thường khi vui vẻ, chúng ta cư xử một cách, khi bực bội, chúng ta cư xử một cách khác. Khi chúng ta thích một điều gì đó, thì chúng ta phấn khởi, khi không thích một điều gì đó, chúng ta chán nản. Như thế này, chúng ta vẫn còn xung đột với những kẻ thù. Khi những điều này không còn chống lại chúng ta, chúng trở nên ổn định và quân bình. Sự thăng trầm hay vui buồn không tồn tại nữa. Chúng ta hiểu rõ những việc này, biết rằng nó chỉ là vậy mà thôi. Chúng chỉ là thế gian pháp. Các pháp thế gian thay đổi để trở thành đạo pháp. Pháp thế gian có 8 lối, đạo pháp cũng có 8 lối. Nơi nào có pháp thế gian, nơi đó đạo pháp cũng tồn tại. Khi chúng ta sống với sự sáng suốt, tất cả những kinh nghiệm thế gian của chúng ta trở thành sự tu hành bát chánh đạo. Không có sự sáng suốt, các pháp thế gian lấn át và chúng ta rời xa đạo. Khi chánh kiến phát sinh, sự thoát khổ nằm ngay đây trước mắt chúng ta. Bạn sẽ không tìm thấy sự giải thoát bằng cách chạy lòng vòng tìm kiếm ở những nơi khác. Cho nên đừng hấp tấp và cố thúc đẩy hay cưỡng ép sự tu hành của bạn. Hành thiền nhẹ nhàng và kiên trì từng bước một. Nếu bạn cảm thấy bình an, chấp nhận nó. Nếu bạn không thấy bình an, chấp nhận điều đó luôn. Đó là bản chất của đầu óc. Chúng ta phải tìm con đường tu hành của riêng mình và theo đuổi nó đến cùng. Có thể trí huệ không phát sinh. Tôi thường nghĩ nếu tôi không có trí huệ, tôi có thể ép buộc mình có nó. Nhưng điều đó chẳng lợi ích gì, không thay đổi một thứ gì cả. Rồi sau khi suy gẫm một thời gian, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể quán chiếu những thứ chúng ta không có. Thế nên điều tốt nhất để làm là gì? Cứ tu hành một cách thư thái. Nếu không có gì khiến chúng ta lo lắng, thì không có gì để sửa chữa. Nếu không có vấn đề, chúng ta không cần phải cố gắng giải quyết nó. Khi có vấn đề, đó là khi bạn phải giải quyết nó ngay tại đó. Không cần phải đi quanh tìm kiếm một điều gì đặc biệt, cứ việc sống bình thường. Nhưng nhận biết tâm bạn ở đâu. Sống một cách tỉnh thức và hiểu biết rõ ràng. Hãy để trí huệ dẫn dắt bạn, đừng buông thả theo cảm xúc. Hãy tỉnh giác, nếu không có gì thì tốt. Khi có điều gì phát sinh, hãy xem xét và quán chiếu nó.
đến tình xác. Thử quan sát một con nhện. Một con nhện giăng lưới ở nơi thuận tiện và rồi ngồi chiếm trệ giữa cái lưới của nó, yên lặng. Không bao lâu sau, một con ruồi bay ngang qua và sa vào lưới. Con ruồi vừa chạm vào và đồng đầy cái lưới, bóp. Con nhện nhảy lên và cuốn con ruồi vào trong những sợi chỉ tơ. Nó cất con ruồi ở một chỗ khác, rồi quay trở lại để ngồi điềm tĩnh tại trung tâm của cái mạng nhện. Quan sát một con nhện như thế có thể phát sinh trí huệ. Lục căn của chúng ta có tâm nằm ở giữa, và chung quanh là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Khi một trong lục căn của chúng ta bị kích động, chẳng hạn một hình dáng đập vào mắt, nó rung chuyển và động tới tâm. Tâm là cái biết, cái nhận biết hình sắc, chỉ bấy nhiêu đã đủ để trí huệ phát sinh. Giản dị như thế thôi. Giống như con nhện trong lưới, chúng ta nên sống yên lặng và ít giao tiếp. Khi côn trùng vừa chạm vào lưới, nhện nhanh chóng chụp lấy nó, cột nó lại, và rồi quay trở lại trung tâm của mạng lưới. Điều này không khác gì tâm của chúng ta. Đến trung tâm có nghĩa là sống tỉnh thức với sự hiểu biết rõ ràng, luôn cảnh giác và làm mọi việc một cách chính xác. Đây là trung tâm của chúng ta. Chúng ta đâu có gì nhiều để làm, chúng ta chỉ việc sống thận trọng theo cách này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống buông thả, rồi suy nghĩ cần gì phải ngồi thiền và đi kinh hành, và rồi quên hết sự tu hành của chúng ta. Chúng ta không thể buông thả, chúng ta phải luôn tỉnh giác, giống như con nhện ngồi chờ để chụp lấy mấy con côn trùng làm thức ăn. Đây là tất cả những gì chúng ta cần biết, ngồi và quán tưởng về con nhện đó. Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi trí huệ sẽ tự phát sinh. Chỉ bấy nhiêu thôi, và sự tu hành của chúng ta kể như là đầy đủ. Điểm này rất quan trọng, chúng ta không cần phải ngồi thiền và đi kinh hành suốt ngày đêm. Nếu chúng ta cho rằng như thế mới là tu hành, chúng ta thật sự đã khiến cho nó quá khó khăn cho chúng ta. Chúng ta chỉ nên làm những gì chúng ta có thể làm, phù hợp với sức khỏe và năng lực của mình, sử dụng những khả năng vật chất một cách vừa phải. Chúng ta phải biết rằng tâm và các giác quan rõ ràng, nhận biết chúng đến và đi như thế nào, sinh và diệt như thế nào, hiểu cho thấu đáo. Chúng ta cũng có thể nói rằng giống như con nhện trói chặt những con côn trùng khác nhau, tâm trói buộc các giác quan với sự vô thường, khổ và vô ngã. Chúng có thể đi đâu được? Chúng ta giữ chúng làm thức ăn. Những thứ này được cất giữ làm thức ăn cho chúng ta, thế là đủ, không cần phải làm gì hơn, chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là thực phẩm cho tâm của chúng ta, thực phẩm cho kẻ có sự tỉnh thức và hiểu biết. Nếu bạn biết rằng những thứ này là vô thường, rằng chúng đi liền với sự khổ và rằng chúng không phải là bạn, bạn có là điên rồ mới chạy theo chúng. Nếu bạn không nhận thấy điều này rõ ràng, bạn sẽ đau khổ. Khi bạn nhìn kỹ và nhận thấy chúng thật sự là vô thường, dầu rằng chúng có vẻ hấp dẫn, chúng thật sự không đáng cho bạn theo đuổi. Tại sao bạn muốn chúng khi bản chất của chúng là đau khổ? Chúng không phải là chúng ta. Chúng không có tự ngã. Chúng không có gì trong đó thuộc về chúng ta. Vậy thì tại sao bạn đuổi theo chúng? Tất cả mọi vấn đề chấm dứt tại đây. Còn nơi nào khác để bạn dứt điểm với chúng không? Hãy nhìn con nhện cho kỹ và nhìn lại chính mình. Bạn sẽ thấy nó giống nhau. Khi bạn đã nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, tâm xả bỏ và giải phóng chính mình. Nó không còn dính mắc vào sự đau khổ hay hạnh phúc. Đây là thức ăn cho tâm của người thật sự tu hành và rèn luyện. Chỉ giản dị như vậy thôi. Bạn không cần phải tìm kiếm một nơi nào khác. Bất kể bạn đang làm gì, bạn ở đó, không cần phải ôm sòm và rầy rà quá để làm gì. Bằng cách này, cường độ và năng lực tu hành của bạn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thoát ly sinh tử. Cường độ của sự tu hành dẫn đến sự giải thoát sinh tử. Chúng ta chưa thoát khỏi đó bởi vì chúng ta vẫn còn ham muốn. Chúng ta không làm những việc ác hay trái đạo đức, nhưng tất cả những điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sống phù hợp với giới luật. Chẳng hạn, có một bài kinh tụng mà trong đó người ta cầu nguyện
để tất cả chúng sinh không bị xa lìa những điều họ ưa thích. Nếu bạn suy ngẫm một chút, sẽ thấy điều này thật trẻ con. Đó là đường lối của những người vẫn chưa thể xả bỏ. Con người là như thế, họ cứ muốn sự việc khác với bản chất của nó, muốn sống lâu, muốn không bệnh hoạn, họ kỳ vọng như thế. Cho nên khi bạn nói với họ rằng những ham muốn không được thỏa mãn của họ đã khiến cho họ đau khổ, họ sẽ giật mình sửng sốt. Nhưng họ phải nói gì đây? Không nói được gì cả, bởi vì đó là sự thật. Bạn đang chỉ vào những ham muốn của họ. Ai cũng có những ham muốn và đều muốn được thỏa mãn. Không ai chịu ngừng lại, không ai thật sự muốn thoát ly. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải được tinh luyện một cách nhẫn nại. Những ai tu hành tinh cần, không chểnh mãn hay chệch hướng, có phong cách kiềm thúc và nhẹ nhàng, luôn kiên định và đều đặn, đó là những người sẽ biết bất kể điều gì phát sinh, họ vẫn bình an và không lay động. Trong một buổi pháp thoại lớn được tổ chức hàng tháng tại tu viện Trúc Lâm, Phật giảng về ngũ lực, tức năm loại năng lực cần thiết để nuôi dưỡng hoa trái giác ngộ. Ngũ lực là niềm tin, tính, sự chuyên cần, tấn, chánh niệm, niệm, sự chuyên tinh, định và sự hiểu biết, tuệ. Buổi pháp thoại rất đông đảo, có trên 3.000 người về tham dự, trong đó có cả quốc vương Tần Bà Sa La. Pháp thoại vừa chấm dứt, mọi người chưa có cơ hội để hỏi Phật những điểm họ chưa thấu triệt, thì Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đứng dậy. Đại Đức bước lên, chắp tay cung kính làm lễ Phật, rồi bạch: Thế Tôn, năm nay tuổi Thế Tôn đã cao, sức khỏe Thế Tôn đã kém. Thế Tôn cần được nghỉ ngơi an tĩnh để bớt đi những khó nhọc trong những năm chót còn lại trên đời. Công việc lãnh đạo giáo đoàn đã trở nên quá nặng nhọc đối với Thế Tôn. Xin Thế Tôn rút về tịnh xá an nghỉ, con sẽ xin thay mặt người mà lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa, người trả lời: Đề Bà Đạt Đa, cảm ơn Thầy đã lo lắng cho Như Lai, nhưng Như Lai vẫn còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa quay lại nhìn đại chúng, có khoảng 300 vị khất sĩ đứng dậy và chắp tay. Đại Đức nói: Ở đây có nhiều vị đại đức cũng nhận thấy như con, xin Thế Tôn đừng e ngại, con sẽ đủ sức lãnh đạo giáo đoàn để đỡ mệt cho người. Phật nói: Thôi, Đề Bà Đạt Đa đừng nên nói nữa. Trong số các đệ tử lớn của ta có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn thầy nhiều, mà ta cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ, huống hồ là giao cho thầy. Thầy chưa có đủ tư cách lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ đâu. Bị Phật chê giữa đám đông người, trong đó có cả vua Tần Bà Sa La, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lấy làm xấu hổ, mặt thầy đỏ lên vì giận. Thầy đi xuống, không nói thêm một lời nào nữa. Ngày hôm sau, tại tịnh thất trên núi Linh Thứ, Đại Đức A Nan Đà tâm tình với Phật: Thế Tôn, con rất đau khổ vì anh ruột của con là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Thế Tôn đã chê anh ấy trước đám đông, anh ấy sẽ tìm mọi cách để trả thù. Con nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn. Nếu Thế Tôn thấy con cần đi nói chuyện riêng với anh ấy để khuyên nhủ, thì con xin đi. A Nan Đà, sở dĩ Như Lai phải nói nặng với Đề Bà Đạt Đa ngay giữa đám đông và trước mặt quốc vương, là vì Như Lai có ý muốn cho mọi người thấy rằng Đề Bà Đạt Đa không phải là người chủ chốt trong giáo đoàn, và những hành vi của Đề Bà Đạt Đa sau này chỉ có một mình Đề Bà Đạt Đa chịu trách nhiệm, chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm ấy. A Nan Đà, nếu thầy thấy nói chuyện với Đề Bà Đạt Đa có thể làm cho Đề Bà Đạt Đa hồi tâm, thì thầy cũng nên đi gặp Đề Bà Đạt Đa. Mấy hôm sau đó, y sĩ Kỳ Bà lại lên thăm Phật. Ông trình với Phật rằng ông biết Đề Bà Đạt Đa đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để tách rời khỏi giáo đoàn, nhưng ông không biết rõ được kế hoạch đó là kế hoạch gì.
Chương 72. Chống đối im lặng. Thấm thoát mà đã đến ngày Phật nói pháp thoại tại Trúc Lâm. Kỳ nào quần chúng đi cũng thật đông, có mặt tại buổi pháp thoại cũng có quốc vương Tần Bà Sa La và có cả hoàng thái tử A Xà Thế nữa. Đại đức A Nan Đà để ý thì thấy các vị khất sĩ các nơi về đông lắm, đông gấp hai kỳ trước. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ. Đại đức ngồi giữa hai vị Xá Lợi Phất và Ca Diếp. Cũng như lần trước, sau khi Phật thuyết pháp xong, Đại đức Đề Bà Đạt Đa đứng dậy, tiến lên, chắp tay lễ Phật và nói: Thế Tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn và sống thật đơn giản với những điều kiện vật chất tối thiểu. Con xin đề nghị một quy chế 5 điểm để thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc đó. Điểm thứ nhất, các vị khất sĩ chỉ ở suốt đời trong rừng hoặc trong chốn vườn cây mà không được về ngủ ở ngoài thành phố hay trong thôn xóm. Điểm thứ hai, các vị khất sĩ chỉ đi khất thực suốt đời mà không được đáp lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. Điểm thứ ba, các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm vẽ rách và những mảnh vải dụng để mai lại thành y, chứ không được nhận y do giới cư sĩ cúng dường. Điểm thứ tư, các vị khất sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây mà không được ngủ trong phòng ốc. Điểm thứ năm, các vị khất sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động tới thịt cá. Thế Tôn, nếu giáo đoàn khất sĩ theo đúng 5 điểm này thì chắc chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri túc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. Phật nói: Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 5 điểm ấy. Vị khất sĩ nào muốn chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm thì được phép chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm. Nhưng những vị khác có thể ở tu viện, tịnh xá và tạm trú tại thành phố này hay thôn lạc khi cần thiết. Vị khất sĩ nào muốn chỉ khất thực mà không muốn đến nhà đàn diệt thọ trai thì được phép chỉ đi khất thực. Nhưng những vị khác có thể đáp lời mời của giới cư sĩ tới nhà thọ trai và thuyết pháp. Vị khất sĩ nào muốn chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y thì được phép chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y. Nhưng những vị khác có thể thọ nhận y của giới đàn diệt cúng dường, với điều kiện là không có quá 3 y. Vị khất sĩ nào chỉ muốn ngủ dưới gốc cây thì được phép chỉ ngủ dưới gốc cây. Nhưng những vị khác có thể ngủ trong tăng xá, tịnh xá và ngủ tạm tại nhà cửa ở thành phố hay thôn lạc khi cần thiết. Vị nào muốn chỉ ăn chay thì được phép chỉ ăn chay. Nhưng những vị khác có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà đàn diệt đã làm sẵn, trong đó có ngũ tịnh nhục, nghĩa là những vị đàn diệt này đã không vì các vị khất sĩ mà sát sinh. Đề Bà Đạt Đa, theo pháp chế hiện thời, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. Đại đức Đề Bà Đạt Đa thưa: Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận pháp chế 5 điểm. Không, Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận pháp chế của thầy đề nghị. Đề Bà Đạt Đa cúi chào Phật và trở về chỗ ngồi, miệng mỉm cười, không có vẻ gì thất vọng. Tối hôm ấy, Phật nghĩ lại tịnh xá ở tu viện Trúc Lâm. Người nói với Đại đức A Nan Đà: A Nan Đà, Như Lai biết tâm trạng của Đề Bà Đạt Đa. Như Lai nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ. Một hôm, đi khất thực trong thành phố Dương Xá, Đại đức A Nan Đà gặp Đại đức Đề Bà Đạt Đa. Hai người dừng lại bên đường để nói chuyện. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cho Đại đức A Nan Đà biết là từ nay trở đi, Đại đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới, Bố Tát, Tự Tứ và an cư riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của Đại đức, không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo như trước. Buồn bã, Đại đức A Nan Đà về bạch lại với Phật:
lễ Bố Tát thường được thực hiện tại tu viện Trúc Lâm. Đại đức A Nan Đà nhận thấy kỳ Bố Tát này có hàng trăm vị khất sĩ vắng mặt. Số lượng các vị này ít nhất là 300. Chắc hẳn là họ đi dự lễ Bố Tát trên tu viện Tượng Đầu do Đại đức Đề Bà Đạt Đa tổ chức. Lễ Bố Tát và tụng giới cử hành xong, một số các vị khất sĩ tìm tới tịnh xá gặp Phật. Họ nói: Thế Tôn, những người bên phía Đại đức Đề Bà Đạt Đa đã đến với chúng con. Họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo, bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói, tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Phật dạy pháp thiểu dục và tri túc, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng mức những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh Đề Bà Đạt Đa. Chúng con có đức tin nơi Phật, nơi trí tuệ và sự xét đoán của người. Nhưng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm, nhất là những vị xuất thân từ gia chi do Đại đức Đề Bà Đạt Đa thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin tin để Thế Tôn biết. Phật dạy: Xin các thầy đừng quá lo lắng về vụ này. Điều quan trọng nhất là tự mình phải tu học và sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng. Mấy hôm sau, y sĩ Kỳ Bà lên thăm Phật ở trên núi Linh Thú. Y sĩ cho Phật biết là trên 500 vị khất sĩ đã theo về phía Đại đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đưa tất cả về trung tâm Tượng Đầu ở đỉnh Tượng Đầu và lập đại bản doanh của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng cho Phật biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lĩnh vực chính trị, trong đó có Đại đức Đề Bà Đạt Đa có dính líu quan trọng, và ông đề nghị với Phật nên chính thức tuyên bố khai trừ Đại đức Đề Bà Đạt Đa ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin Đại đức Đề Bà Đạt Đa lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi giới. Đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các thầy đều được Đại đức Xá Lợi Phất dặn là chỉ nên trả lời như sau: Những ai gây nhân xấu sẽ gặp quả xấu. Chia rẽ giáo đoàn là một trọng tội đối với đạo pháp. Một hôm, nói chuyện với các vị khất sĩ, Phật nhắc lại lời của y sĩ Kỳ Bà là phải lên tiếng về vụ Đại đức Đề Bà Đạt Đa, phải tuyên bố rằng mình không chịu trách nhiệm gì về hành động của Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa không còn giữ một chức vụ gì trong giáo đoàn của Phật. Đại đức Xá Lợi Phất ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bạch với Phật: Thế Tôn, ngày xưa chúng con đã từng tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa trước mặt mọi người. Bây giờ nếu chính chúng con lại đi tố giác sư huynh của chúng con thì chướng lắm, ngó sao được. Phật nói: Xá Lợi Phất, ngày xưa tán thán tài đức của Đề Bà Đạt Đa trước đám đông, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con đã nói sự thật. Vậy bây giờ nếu tố giác Đề Bà Đạt Đa, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con cũng sẽ nói sự thật. Phật dạy: Vậy thì có gì là vướng ngại đâu, vấn đề là nói ra sự thật mà thôi. Những ngày sau đó, trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo tin cho thiên hạ biết là Đại đức Đề Bà Đạt Đa đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Các vị khất sĩ cũng nói thêm: Từ nay, Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của Đại đức Đề Bà Đạt Đa nữa. Trong khi đó, hai Đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Họ không mở miệng để nói bất cứ một lời nào, dù được quần chúng hỏi. Thấy thái độ ấy, Đại đức A Nan Đà hỏi: Các sư huynh không nói gì hết, có lẽ các sư huynh đã có chủ ý. Sư huynh A Nan Đà, đúng như vậy. Chúng tôi có chủ ý. Chúng tôi sẽ phụng sự Phật và giáo đoàn bằng những phương tiện khác. Trong giới quần chúng, có những người xì xào bàn tán,
cho rằng các vị khất sĩ tố cáo giáo đoàn độc lập vì thù ghét và ganh tị. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng có những lý do sâu kín bên trong mà họ chưa thấy được. Những người này vẫn có đức tin vững chãi nơi Phật và giáo đoàn. Một buổi sáng, trong lúc trời còn mưa gió nặng nề, dân chúng ở thủ đô được tin là hoàng thượng Tần Bà Sa La thoái vị và nhường ngôi cho con là hoàng thái tử A Xà Thế. Lễ đăng quang của thái tử sẽ được tổ chức trong vòng 10 hôm vào ngày trăng tròn sắp tới. Tin này Phật không được nghe trực tiếp từ quốc vương Tần Bà Sa La mà đã nghe qua các vị khất sĩ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ vua Tần Bà Sa La lấy một quyết định quan trọng như thế mà không trực tiếp báo tin cho Phật biết. Mấy hôm sau, Kỳ Bà lên hầu Phật và xin phép được nói chuyện riêng với người. Phật mời ông đi thiền hành với Phật trên sườn núi. Hai thầy trò im lặng đi và thở. Đến cuối thiền lộ, Phật chỉ vào một phiến đá mời Kỳ Bà ngồi. Người cũng ngồi xuống một phiến đá khác. Kỳ Bà cho Phật biết là hoàng thái tử A Xà Thế đã ra lệnh nhốt vua Tần Bà Sa La trong cung cấm và không cho ai ra vào thăm hỏi, trừ hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng thái tử cũng bắt giam hai vị đại thần thân tín nhất của vua vì sợ những người này âm mưu cản trở việc lên ngôi của hoàng thái tử. Ban đầu thì thái tử chỉ cấm không cho hai người này vào thăm vua thôi, nhưng sau đó vì chưa an tâm nên thái tử bắt giữ luôn họ. Gia đình các vị này được thông báo là các vị được lưu lại ăn ngủ trong cung để luận bàn chính sự trong vòng 7 hôm. Sự thật thì họ đang bị nhốt trong cung cấm, mỗi người một phòng riêng. Y sĩ Kỳ Bà cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toàn được giữ bí mật. Sở dĩ ông được biết là vì ông đã có cơ hội tới chữa trị cho hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng hậu đã thuật lại hết sự thật cho ông và nhờ ông lên núi bạch với Phật tất cả tự sự. Kỳ Bà kể cho Phật nghe chi tiết của tất cả những gì đã xảy ra. Một hôm, cách đây gần cả tháng, Ngự Lâm Quân thấy thái tử đột nhập vào cung vua trong đêm khuya. Thấy dáng dấp thái tử có vẻ khả nghi, Ngự Lâm Quân đã chặn thái tử lại để lục soát và tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo của thái tử. Họ đưa thái tử vào gặp vua, trình lên vua thanh gươm và kể lại tự sự. Vua hỏi: "À sao thế? Ban đêm cô mang gươm vào quân để làm gì?" "Tâu phụ vương, con muốn hành thích phụ vương." "Tại sao con lại muốn giết ta?" "Tâu phụ vương, con muốn làm vua." "Làm vua thì làm vua, tại sao con phải giết cha? Nếu con muốn làm vua, con chỉ cần nói lên một tiếng là ta thoái vị lập tức và con có thể lên làm vua ngay." "Tâu phụ vương, con... Con không biết như vậy. Con đã lỡ lầm. Con xin phụ vương tha tội cho con." "Ai đã xúi dục con làm chuyện này?" Thái tử A Xà Thế im lặng. Vua gặng hỏi một hồi thì thái tử tiết lộ là đại đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung. Ngay lúc nửa đêm, vua thuật hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. Một vị nói rằng tội ám sát vua là tội phải chịu xử trảm và đề nghị đem chém đầu các tội phạm, trong đó có thái tử A Xà Thế, khất sĩ Đề Bà Đạt Đa và tất cả các vị khất sĩ. "Trẫm không muốn giết A Xà Thế vì nó là con của trẫm. Trẫm cũng không muốn giết các vị khất sĩ bởi vì các vị khất sĩ đã từng tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm về hành động của Đề Bà Đạt Đa. Trẫm thấy trong vụ này, Phật là người sáng suốt nhất. Người đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra, cho nên người đã cho công bố không chịu trách nhiệm về Đề Bà Đạt Đa. Trẫm cũng không muốn giết Đề Bà Đạt Đa, vì dù sao Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị khất sĩ nổi tiếng và lại là em chú bác của Phật." Vị đại thần thứ hai lên tiếng: "Lòng từ bi của bệ hạ thật không ai có thể sánh bằng. Bệ hạ thật xứng đáng là học trò của Đức Thế Tôn. Vậy bệ hạ định thu xếp như thế nào?" Vua nói:
ngày mai Trẫm sẽ hạ chiếu cho bạc dân thiên hạ biết là Trẫm thoái vị và nhường ngôi cho con Trẫm là A Xà Thế. 10 hôm sau thái tử sẽ đăng quang. Vậy còn tội mưu sát, Trẫm tha thứ cho con Trẫm và cho khất sĩ Đề Bà Đạt Đa, mong rằng hai người thấy được tấm lòng của Trẫm mà học được chút gì từ đức độ của Trẫm. Hai vị đại thần lạy xuống, thái tử A Xà Thế cũng lạy xuống. Vua dặn các quan giữ nội vụ thật bí mật và thi hành ngay những quyết định của vua bắt đầu từ giờ phút ấy. Ngay sau khi chiếu chỉ thoái vị của vua được ban hành, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã về ngay kinh đô để hội kiến với thái tử. Thái tử có nói với Hoàng hậu Di Đề Hy là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã được thái tử mời về để bàn luận về lễ đăng quang của thái tử. Nhưng Hoàng hậu cho biết chỉ 2 hôm sau cuộc đàm luận đó, thái tử ra lệnh cô lập vua trong cung cấm và bắt giữ luôn 2 vị đại thần. Y sĩ Tỳ Bà nói: Lạy Phật, con mong là sau lễ đăng quang A Xà Thế sẽ trả tự do lại cho Thượng Hoàng và cho 2 vị đại thần bị giam giữ. Trình xong mọi việc, Kỳ Bà lạy Phật và xuống núi. Ngày mai lại, Phật tiếp sứ giả của triều đình mời Phật và các vị khất sĩ tới dự lễ đăng quang của thái tử. Chính quân đội đi tổ chức kết nghinh môn và treo cờ đèn ở khắp nơi trên thủ đô. Phật được cho biết là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa và trên 600 vị khất sĩ theo thầy đều đã có mặt tại thủ đô để tham dự lễ đăng quang này. Phật cho gọi Đại Đức Xá Lợi Phất, người nói: Này Xá Lợi Phất, Như Lai sẽ không về kinh dự lễ đăng quang, và Như Lai mong rằng tất cả các vị khất sĩ của giáo đoàn cũng không nên về kinh dự lễ. Chúng ta không nên can dự vào công việc ác đức này. Đại Đức Xá Lợi Phất nói: Lại Phật, con hiểu. Con sẽ thông bạch với đại chúng là Thế Tôn sẽ không về dự lễ đăng quang, và Thế Tôn muốn các vị khất sĩ trong giáo đoàn cũng không về dự lễ này. Và Đại Đức rút luôn. Ngày lễ đăng quang của vua mới đã tới. Không thấy Phật và các vị khất sĩ trong giáo đoàn do người lãnh đạo, quần chúng bắt đầu đặt câu hỏi. Và từ câu hỏi, họ tìm ra được sự thật. Họ biết Thượng Hoàng và 2 vị đại thần đang bị giam giữ. Họ biết được là sau lễ đăng quang, vua mới cũng không trả tự do lại cho Thượng Hoàng và 2 vị đại thần này. Họ bắt đầu hiểu được ý Phật. Trong quần chúng nổi lên một phong trào âm thầm chống đối đường lối thiếu nhân nghĩa của triều đình mới. Quần chúng bắt đầu phân biệt được sự khác nhau giữa giáo đoàn của Phật và giáo đoàn của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã bắt đầu tự xưng là một vị giáo chủ. Nhiều giới đàn diệt, trước khi cúng dường cơm vào báp vị khất sĩ, đã hỏi thăm là vị khất sĩ thuộc về giáo đoàn nào, và họ từ chối không cúng dường cho những vị khất sĩ thuộc giáo đoàn độc lập. Thái độ của họ là để đối kháng lại sự phản bội của Đề Bà Đạt Đa cũng như của ông vua mới. Vua A Xà Thế được báo cáo về phong trào chống đối âm thầm này, vua rất giận. Nhưng vua không thể dùng quyền lực để bắt giam Phật hoặc đàn áp các vị khất sĩ trong giáo đoàn. Vua biết, nếu vua động đến Phật và giáo đoàn một cách trực tiếp, thì không những vua sẽ bị dân chúng trong nước chống đối, mà còn có thể bị cô lập ngoại giao đối với các nước lân bang nữa. Vua biết rõ là Phật rất được ngưỡng mộ ở các nước này, nhất là ở vương quốc Câu Tắc La. Quốc vương Basanadi có thể đem quân sang chinh phạt nếu ngài nghe vua động tới Phật. Vua triệu Đại Đức Đề Bà Đạt Đa vào cung để dấn kế. Chương 73. Những vết kêu giấu trong mái tóc. Một đêm nọ, khi đang tọa thiền ngoài sân tỉnh thất trên núi Linh Thú,
Phật mở mắt và thấy có người đứng lấp ló sau cây đại thọ. Phật lên tiếng mời người ấy đến. Dưới ánh trăng dần dập, người ấy đặt gươm xuống sân đất và quỳ xuống lạy Phật như thế sao? Phật hỏi: Ông là ai? Đến đây để làm gì? Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Con chân định tới đây để giết ngài, nhưng mà con thấy ngài con không dám. Con đã cầm gươm định bước tới có hơn 10 lần rồi, mà không lần nào con dám bước tới. Con quyết định thôi không giết ngài nữa. Nhưng con lại sợ, nếu con không giết ngài thì khi về, con cũng sẽ bị chủ tướng con giết chết. Con chưa biết làm sao thì Sa Môn gọi con vào. Con xin lại Sa Môn Cù Đàm, con xin lại Sa Môn Cù Đàm. Phật hỏi: Ai đã sai anh đến giết Như Lai? Chủ tướng của con. Nhưng con không dám nói tên chủ tướng của con đâu. Anh không nói cũng được, nhưng chủ tướng của anh nói với anh như thế nào? Bạch Sa Môn, chủ tướng của con chỉ cho con đường phải đi lên núi và chỉ cho con một con đường khác để trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Anh có vợ con gì không? Bạch Sa Môn, con chưa có vợ con gì cả. Con có một bà mẹ già. Anh nghe đây, nghe cho thật kỹ và làm theo cho thật đúng. Anh hãy về nhà ngay đi và đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang nước Câu Tắc La ngay lập tức. Anh đưa mẹ sang bên ấy tị nạn và sinh sống. Nhưng anh đừng xuống núi bằng con đường mà chủ tướng của anh đã chỉ bày. Nếu xuống núi bằng con đường ấy, anh sẽ bị mai phục giết chết giữa đường. Anh xuống núi bằng một con đường khác, đi ngay đi. Người lạ mặt lạy xuống một lạy nữa rồi đi mất, để lại thanh gươm trên nền đất. Sáng hôm sau, hai đại đức Xá Lợi Phất và một kiền liên tìm tới giếng Phật. Hai vị bạch: Chúng con nghĩ là để lúc chúng con phải đi qua bên ấy để giúp các anh em khất sĩ đã vì vẻ dột mà đi lầm đường lạc lối. Chúng con xin phép Phật cho chúng con vắng mặt một thời gian. Phật nhìn hai vị đại đệ tử: Các thầy đi thì đi, nhưng các thầy hãy giữ gìn cẩn thận và làm mọi cách để bảo toàn thân mạng. Vừa lúc ấy, đại đức Xá Lợi Phất trông thấy thanh gươm trên nền đất. Đại đức đưa mắt nhìn Phật, không nói. Phật gật đầu: Đúng như thế. Hồi hôm có anh lính được lệnh lên ám sát Như Lai, nhưng đã được Như Lai độ cho rồi. Thanh gươm ấy cứ để đó. Chừng nào cư sĩ Kỳ Bà lên núi, Như Lai sẽ nhờ cư sĩ đem xuống núi. Đại đức Mục Kiền Liên nhìn bạn: Bỏ Phật mà đi trong lúc này để không được an tâm, sư huynh nghĩ sao? Xá Lợi Phất chưa trả lời thì Phật nói: Các thầy cứ an tâm mà đi. Như Lai có đủ tỉnh thức để tránh được những tai họa có thể xảy tới. Hai vị đại đệ tử sụp lại thầy trước khi xuống núi. Chiều hôm ấy, có mấy vị khất sĩ từ tu viện Trúc Lâm lên thăm Phật. Thấy Phật họ không nói năng gì cả, họ chỉ đứng ôm mặt khóc. Phật hỏi: Này các vị khất sĩ, tại sao các vị khóc? Một vị khất sĩ lau nước mắt và trả lời Phật: Thế Tôn, chúng con vừa từ Trúc Lâm về, giữa đường chúng con gặp hai sư huynh Xá Lợi Phất và một kiền liên. Chúng con có hỏi hai sư huynh đi đâu, hai sư huynh nói là đi qua Tượng Đầu. Chúng con buồn quá nên chúng con khóc. Hơn 500 vị khất sĩ đã bỏ Phật mà đi rồi. Bây giờ hai vị đệ tử lớn nhất của Phật cũng bỏ Phật đi nữa, thì chúng con không buồn sao được? Phật bật cười, người an ủi các thầy khất sĩ: Này các vị khất sĩ, các vị đừng buồn nữa. Như Lai biết là ở đâu, lúc nào, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không phản bội Như Lai đâu. Nghe Phật nói, các vị khất sĩ cảm thấy yên dạ hơn. Họ xin phép được ngồi im lặng một lát với chân Phật. Ngày hôm sau, Phật được y sĩ Kỳ Bà mời về tịnh xá riêng của ông trong vườn xoài để thọ trai. Đại đức A Nan Đà cùng đi với người.
Phật và Đại Đức Ananda vừa thọ trai xong thì Kỳ Bà thông báo có Hoàng Thái Hậu Chi Đề Hy đến thăm ông. Và vì nghe nói có Phật ở đây nên Thái Hậu xin vào viếng người. Phật biết cuộc viếng thăm này đã được y sĩ Kỳ Bà sắp đặt trước, người cho mời Thái Hậu vào. Lại Phật xong, Thái Hậu bật khóc nức nở. Phật để yên cho Thái Hậu khóc. Một hồi sau người nói: có chuyện gì xin Thái Hậu cho Như Lai biết. Thái Hậu nói: bạch Thế Tôn, tình trạng Thượng Hoàng rất nguy ngập. A Xà Thế quyết định bỏ đói Thượng Hoàng cho đến chết. Nó không cho con đem thức ăn vào cho Thượng Hoàng nữa. Rồi bà kể cho Phật nghe rằng mới hôm đầu tháng, bà còn được phép mang cơm vào cho Thượng Hoàng Tần Bà Sa La. Nhưng sau đó mấy hôm, khi bà vào thăm Thượng Hoàng, quân lính chặn lại và lấy mất thức ăn. Bà vào thăm Thượng Hoàng mà chỉ biết ngồi khóc. Thượng Hoàng an ủi bà, nói rằng người không oán giận A Xà Thế. Ngài nói, ngài nhịn đói mà băng cũng được, miễn là nước nhà không bị một cuộc nội chiến tàn phá. Sáng ngày hôm sau, bà giấu mấy giấc cơm nhỏ trong tóc của bà, và bà cũng mang trên tay ít thực phẩm để vào thăm Thượng Hoàng. Bọn lính canh chặn bà lại, lấy mất thức ăn trên tay bà, nhưng không biết bà có dấu cơm trong mái tóc. Thượng Hoàng đã ăn cơm ấy. Bà đã làm như thế được 8 hôm. Thấy Thượng Hoàng không chết, A Xà Thế bắt quân lính khám xét bà rất kỹ. Chúng tìm thấy cơm trong tóc bà. Vậy là bà không thể đem cơm vào cho Thượng Hoàng được nữa. 3 hôm sau, bà nghĩ ra được một cách mới. Bà nấu một loại đề hồ đặc gồm có sữa, mật ong và bột. Bà tắm gội sạch sẽ, lau mình thật khô, rồi trát một lớp đề hồ lên thân thể, đợi cho ráo rồi mới mặc xiêm y. Quân canh không thấy có thức ăn và cơm giấu trong tóc, liền để cho bà vào. Vào tới nơi, bà cởi áo và bóc lớp đề hồ ra để Thượng Hoàng ăn tạm. Bà đã làm được 2 lần như thế, nhưng bà rất sợ là trong một vài tuần, mơ của bà sẽ bị khám phá và bà sẽ không còn được phép vào thăm Thượng Hoàng nữa. Kể tới đây, Thái Hậu lại ôm đầu khóc. Phật lặng thinh. Một lát sau, người hỏi về tình trạng sức khỏe của Thượng Hoàng, về vật chất cũng như về tinh thần. Thái Hậu nói Thượng Hoàng đã ốm đi nhiều, nhưng vẫn còn khương kiện. Tinh thần Thượng Hoàng rất cao, ngài không tỏ vẻ oán hận hay buồn rầu gì cả. Ngài vẫn còn cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Thì giờ trong tù, ngài dùng vào việc thiền tọa và thiền hành. Có một hành lang khá dài, ngài thường đi thiền hành dọc hành lang đó. Phòng giam ngài có một cánh cửa có chấn song. Từ khung cửa ấy, ngài có thể nhìn thấy núi Linh Thứ. Ngài ngồi trước cửa ấy để nhìn về Linh Thứ mỗi ngày, ngồi rất lâu, ngồi thiền. Thượng Hoàng cũng ngồi ở đấy, mặt xoay về núi Thứ. Phật hỏi Thái Hậu xem bà đã đưa tin về vua Basena đi chưa. Bà nói là bà chưa có phương tiện. Phật nói người sẽ nhờ một vị khất sĩ đưa tin về Xá Vệ giúp bà. Thái Hậu tạ ơn Phật. Bà kể cho Phật nghe là hồi A Xà Thế chưa sinh, các chim tinh gia đã đoán rằng A Xà Thế là người sẽ phản lại vua cha. Bà nói hồi bà còn mang thái tử, một hôm không biết gì cớ gì mà bà rất thèm cắn vào bàn tay của vua Tần Bà Sa La mà hút máu. Bà hoảng kinh, không ngờ rằng chính bà mà lại có được cái ý tưởng và cái thèm khát ghê gớm đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà dám nhìn người ta giết một con gà hay một con cá. Bà rất sợ khi thấy máu chảy. Nhưng hôm ấy, thật sự là bà muốn cắn tay vua để hút máu trong tay ngài. Bà chống trả lại sự thèm khát đó một cách tuyệt vọng. Cuối cùng bà ôm mặt khóc nức nở và cảm thấy tủi hổ vô cùng. Một hôm khác trong bữa ăn, vua Tần Bà Sa La cầm dao gọt trái cây làm sau đó mà bị đứt tay, mấy giọt máu chảy ra. Lập tức bà ôm lấy tay vua đưa miệng hút máu chỗ bị thương. Vua rất lấy làm lạ, nhưng vẫn để cho bà hút. Hút xong mấy giọt máu, bà nằm lăn ra khóc nức nở. Hoảng kinh, vua tới nâng bà dậy hỏi han. Bà phải nói cho vua nghe cái thèm muốn ghê gớm đó của bà. Bà đã chống trả lại một cách kịch liệt, nhưng cuối cùng bà đã bị thua.
Bà biết cái thai trong bụng bà đã là nguyên nhân đưa đến cái thèm khát kỳ dị đó. Các kim tinh gia được vua mời tới đều nói rằng đứa con trong bụng sau này sẽ làm hại vua và đề nghị nên tiêu diệt nó. Vua từng bà Sa La không chịu, bà cũng không chịu. Tuy nhiên, khi sinh thái tử đã được đặt tên là A Xà Thế, tên này nghĩa là kẻ thù không sinh ra. Phật khuyên bà đừng nên vào thăm Thượng Hoàng mỗi ngày, cứ hai hoặc ba ngày thì mới nên vào một lần để vua A Xà Thế khỏi nghi. Mỗi lần vào thăm như thế, bà có thể ở lại với vua thật lâu. Đề hồ bốc ra, nên để dành và ăn mỗi ngày một ít thôi, đề phòng bị trường hợp Thái Hậu bị cấm vào thăm viếng. Dặn dò Thái Hậu xong, Phật từ giả Kỳ Bà và trở về núi Thú. Chương 74. Tiếng rú của con voi chúa. Các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã trở về tu viện Trúc Lâm sau hơn một tháng cư trú tại Tượng Đầu với đại đức Đề Bà Đạt Đa và giáo đoàn mới. Tất cả các vị khất sĩ khác trong tu viện đều mừng rỡ khi thấy hai vị trở về. Họ hỏi thăm hai vị rối rít về tình hình ở Tượng Đầu. Hai vị mỉm cười mà không trả lời. Mấy hôm sau, các vị khất sĩ trong giáo đoàn của đại đức Đề Bà Đạt Đa theo gót hai vị đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trở về Trúc Lâm rất đông. Đã có tới trên 300 vị bỏ trung tâm Tượng Đầu để trở về với Phật. Các vị khất sĩ thường trú tại tu viện vui mừng khôn xiết. Họ tổ chức đón tiếp các vị từ Tượng Đầu về một cách rất nồng hậu. 4 hôm sau, đại đức Xá Lợi Phất kiểm điểm lại số lượng các vị khất sĩ đã từ Tượng Đầu trở về với Phật. Đại đức đếm được 385 người. Cùng với Mục Kiền Liên, đại đức Xá Lợi Phất hướng dẫn ngót 400 vị khất sĩ này lên núi Linh Thú. Đứng trên sân Tịnh Xá, Phật đã trông thấy đoàn khất sĩ do hai vị đệ tử lớn của Phật hướng dẫn đang leo dần các bậc đá để lên núi. Khi đoàn này leo tới nơi, đại chúng thường trú trên núi Linh Thú vui mừng khôn xiết kể. Họ xúm lại để hỏi thăm. Trong khi đó, hai đại đức Xá Lợi Phất tiến về phía tịnh thất của Phật. Hai vị đảnh lễ Phật và được Phật mời ngồi. Đại đức Xá Lợi Phất mỉm cười. Lại Phật, chúng con đã đem về được cho giáo đoàn gần 400 vị khất sĩ đi lạc. Phật hỏi, các thầy giỏi lắm, các thầy đã làm thế nào để mở mắt ra cho họ? Đại đức Mục Kiền Liên nói, bạch Thế Tôn, khi chúng con đến thì sư huynh Đề Bà Đạt Đa đã thọ trai xong và đang sửa soạn thuyết pháp. Đề Bà Đạt Đa bắt chước làm hệt như Thế Tôn. Thấy chúng con đến, Đề Bà Đạt Đa tỏ ý mừng rỡ. Đề Bà Đạt Đa gọi sư huynh con tới và mời sư huynh con ngồi chung trên pháp tọa. Sư huynh con từ chối và chỉ ngồi xuống một bên. Con ngồi phía bên kia, Đề Bà Đạt Đa nói với các vị khất sĩ. Hôm nay, có các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến với chúng ta. Đây là một tin vui rất lớn. Đại đức Xá Lợi Phất đã từng là một người bạn rất thân của ta. Nhưng có mặt đại đức ở đây, xin mời đại đức phụ trách nói buổi pháp thoại hôm nay. Nói xong, Đề Bà Đạt Đa hướng về phía sư huynh con và chắp tay mời. Sư huynh con nhận lời và bắt đầu thuyết pháp. Sư huynh nói về 4 sự thật mầu nhiệm. Sư huynh thuyết pháp thật hay, khiến mọi người được nghe một cách chăm chú. Còn để ý thì thấy Đề Bà Đạt Đa liêm diêm ngủ. Có lẽ vì lo nhiều việc cho nên Đề Bà Đạt Đa mỏi mệt. Nửa phần sau của pháp thoại, Đề Bà Đạt Đa đã ngủ khì. Chúng con ở lại Tượng Đầu hơn một tháng và tham dự vào tất cả những hoạt động của giáo đoàn bên đó. Cứ 3 hôm một lần, sư huynh con lại thuyết pháp và giảng dạy cho các vị khất sĩ. Sư huynh con dạy dỗ họ một cách tận tình. Có lần con thấy cô Kalita, người phụ trá số 1 của Đề Bà Đạt Đa, thì thào to nhỏ với Đề Bà Đạt Đa, dường như có ý khuyên Đề Bà Đạt Đa đừng tin ở chúng con. Nhưng hình như Đề Bà Đạt Đa không đồng ý. Đề Bà Đạt Đa rất thích khi thấy có người phụ trách dạy dỗ các vị khất sĩ thay cho mình, nhất là khi người ấy là một người xuất sắc như sư huynh của con.
Một hôm, sau buổi thuyết pháp nói về tứ niệm xứ, sư huynh của con nói với đại chúng như sau: "Các huynh đệ, chiều hôm nay, tôi và sư đệ tôi sẽ từ giã các huynh đệ. Chúng tôi sẽ về với Phật và với giáo đoàn khất sĩ do Đức Thế Tôn lãnh đạo. Thưa các vị huynh đệ, chúng ta chỉ có một bậc chánh biến tri giác trên đời mà thôi. Người ấy là Sa Môn Cồ Đàm. Phật là người sáng lập ra giáo đoàn khất sĩ, là nguồn gốc của tất cả chúng ta. Tôi tin rằng, nếu các huynh đệ trở về, các huynh đệ sẽ được Đức Thế Tôn mở rộng tầm tay mà đón vào lòng người như cũ. Thưa các huynh đệ, không có điều gì làm đau nhất bằng việc giáo đoàn bị chia rẽ. Một đời tôi chỉ thấy có Phật là bậc đạo sư chính đáng cho tất cả chúng ta. Hai huynh đệ tôi xin chào các huynh đệ. Nếu các huynh đệ muốn trở về với Phật, thì các huynh đệ tìm về tu viện Trúc Lâm. Chúng tôi sẽ chờ quý vị ở đó và sẽ đưa quý vị lên núi Linh Thứ để gặp Phật. Thế Tôn, hôm ấy Đề Bà Đạt Đa có công việc phải về kinh đô. Cô Kalita đứng dậy phản đối, nhưng chúng con làm lơ đi như không nghe gì. Chúng con im lặng ôm y bác rời núi Tượng Đầu và đi về tu viện Venuvana. Chúng con ở đó được 5 hôm thì có tất cả 385 vị từ Tượng Đầu tìm về. Đại Đức Xá Lợi Phất bạch: "Thế Tôn, 385 vị này có cần phải làm lễ xuất gia thọ đại giới lại hay không? Nếu cần, con sẽ làm lễ cho họ trước khi đưa họ lên làm lễ Thế Tôn." Phật nói: "Thôi, Xá Lợi Phất, đừng bắt họ làm lễ xuất gia và thọ đại giới trở lại. Cho họ làm lễ phát lộ sám hối trước đại chúng là đủ." Hai vị đại đức cúi đầu làm lễ Phật rồi rút lui. Trong những ngày kế tiếp, có 35 vị khất sĩ nữa từ Tượng Đầu trở về với Phật. Đại đức Xá Lợi Phất cũng cho họ làm lễ phát lộ sám hối rồi cho họ lên trình diện Phật. Số các vị khất sĩ trở về với giáo đoàn đã lên tới 410 vị. Đại đức A Nan Đà có đến nói chuyện với 35 vị khất sĩ vừa mới từ Tượng Đầu trở về. Đại đức hỏi về tình hình bên đó. Các thầy cho biết là khi từ Dương Xá trở về, thấy 400 đồ chúng đã bỏ đi về với Phật. Đại đức Đề Bà Đạt Đa giận tím mặt. Đại đức không nói gì hết trong nhiều ngày liên tiếp. A Nan Đà hỏi: "Các sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã nói gì với các huynh đệ mà các huynh đệ bỏ Đề Bà Đạt Đa để về với Phật đông như thế?" Một thầy đáp: "Các sư huynh có nói gì đâu. Các sư huynh không hề động tới đại đức Đề Bà Đạt Đa, không hề thốt ra một lời nào để nói xấu giáo đoàn bên ấy. Các sư huynh chỉ thuyết pháp và dạy dỗ anh em chúng tôi hết lòng mà thôi. Phần lớn anh em chỉ mới có 2 hoặc 3 năm tuổi tu là cùng, thành ra anh em còn non yếu lắm. Nghe sư huynh Xá Lợi Phất thuyết pháp, được sư huynh Mục Kiền Liên dạy dỗ, anh em mới thấy rằng giáo pháp của Phật cao siêu mầu nhiệm vô cùng. Đệ tử của Phật như hai sư huynh mà đạo đức còn cao diễn và học thức còn thâm uyên như thế, huống gì là Phật. Đại đức Đề Bà Đạt Đa nói thì hay lắm, nhưng làm thì không được bằng hai sư huynh đâu. Vì vậy sau khi hai sư huynh đi rồi, anh em bàn luận với nhau và quyết định trở về với Phật." "Vậy còn đại đức Cô Kalita?" "Đại đức Cô Kalita thấy anh em bỏ đi lấy làm tức giận lắm. Đại đức lên tiếng nguyền rủa hai sư huynh thậm tệ. Nhưng mà điều này chỉ làm cho anh em chán đại đức thêm và ý định quay về với Phật lại mạnh mẽ hơn lên." Một buổi chiều, trong khi Phật đang đứng trên sườn núi ngắm cảnh trời chiều, thì bỗng có tiếng một vị khất sĩ la hoảng lên: "Thế Tôn, coi chừng, có đá lăn xuống phía sau lưng." Phật ngoảnh lui nhìn, một tảng đá lớn bằng một chiếc xe bò đang từ trên đỉnh núi lăn xuống hướng về phía người. Tảng đá lăn xuống với một tốc độ kinh khiếp. Phật bước mấy bước tránh sang phía bên. Chỗ người đứng toàn là những mô đá nên sự di chuyển rất khó khăn nếu không có đủ thì giờ. May quá, tảng đá lăn xuống gần tới chỗ Phật đứng thì bị hai tảng đá nhỏ chụm nhau chặn lại. Nhưng sự va chạm giữa ba tấm đá làm văng ra một mảnh đá nhọn. Mảnh đá nhọn này bay trúng vào chân trái của Phật và làm Phật bị thương nơi ngón chân. Máu chảy thấm ướt chéo áo cà sa của người. Nhìn lên, Phật thấy bóng một người đang tìm cách chạy trốn. Vết thương nơi bắp chân làm Phật đau lắm.
Người lấy áo Sanati xếp lại làm tư, trải xuống đất, nằm nghiêng về bên mặt theo tư thế sư tử tọa. Chân bị thương đặt lên chân không bị thương và theo dõi hơi thở để làm dịu xuống sự đau đớn. Dù vị khất sĩ chạy đến bên Phật, một người nói: "Đây chắc là Đề Bà Đạt Đa chứ không còn ai khác nữa. Tôi cũng nghĩ như vậy, đúng là Đề Bà Đạt Đa rồi." Một người khác nói: "Các huynh đệ phải chia nhau ra canh giữ bốn phía núi để bảo vệ cho Thế Tôn, mau đi." Mỗi người một câu, người chạy đi kẻ chạy tới, các vị khất sĩ làm náo động cả không khí tĩnh mịch của buổi chiều. Phật nói: "Các thầy đừng la ó, đừng làm ồn ào. Không việc gì phải la ó và làm ồn ào. Như Lai không cần người canh giữ, Như Lai không cần người bảo vệ. Tất cả các vị hãy trở về lưu xá của mình đi. A Nan Đà, thầy hãy nhờ chú Sa Di Kunda đi mời y sĩ Tỳ Bà về đây." Mọi người làm theo lời Phật dạy. Chỉ trong một vài hôm, tin Phật bị mưu sát hai lần được truyền đi khắp thủ đô. Quần chúng ngẩn ngơ và kinh hoàng. Quần chúng đang xôn xao thì đồng một cái có tin Thượng Hoàng Tần Bà Sa La Băng Hà. Không biết gì kẻ hở nào mà dân chúng khắp nơi biết được rằng Thượng Hoàng đã băng trong ngục thất. Một niềm xót thương dâng lên trong lòng người. Ai nấy đều nhìn về núi Linh Thứ như là một biểu tượng của một sự đối kháng đạo đức. Càng thương xót Thượng Hoàng bao nhiêu thì thiên hạ càng mến phục Phật bấy nhiêu. Phật tuy không nói gì nhưng người đã nói thay được tiếng nói của lòng người. Thượng Hoàng Tần Bà Sa La thọ 67 tuổi. Thượng Hoàng nhỏ hơn Phật 5 tuổi. Năm quy y làm đệ tử Phật, Thượng Hoàng mới có 31 tuổi. Lên ngôi từ năm 15 tuổi, Thượng Hoàng đã trị vì trong 52 năm. Chính Thượng Hoàng đã xây dựng lại kinh đô Dương Xá mới sau khi kinh đô cũ bị hỏa hoạn tàn phá. Trong 52 năm, đất nước Ma Kiệt Đà luôn được hòa bình, chỉ trừ có một lần lâm chiếm với Vương quốc Ương Già. Trong cuộc chiến tranh đó, quốc vương Brahma Datta của xứ Ương Già đã thua trận và xứ Ương Già đã trở nên một thuộc Vương quốc Ma Kiệt Đà. Khi quốc vương Tasila Pukkusati lên cầm quyền ở Ương Già, quốc vương Tần Bà Sa La đã thiết lập liên lạc thân hữu với vị vua này và đưa vua này đến với đạo Phật. Để có hòa bình lâu dài với các nước, quốc vương Tần Bà Sa La đã thiết lập liên hệ thân tộc với các hoàng gia. Vua cưới công chúa Kosala Devi, em ruột của quốc vương Basenadi, và lập làm chánh hậu hiệu Di Đề Hy. Vua cũng có thứ hậu từ các hoàng tộc Madra và Lisa. Chị ruột của vua cũng được gả cho quốc vương Câu Tắc La làm thứ hậu. Vua Tần Bà Sa La từng tỏ lòng thương kính Phật bằng cách xây một chiếc tháp đựng tóc và móng tay của người ngay trong vườn ngự uyển. Vua thường nhắc các công nhân đốt hương trầm và thắp đèn nến quanh tháp để cúng dường và để tỏ lòng biết ơn giáo hóa của Phật. Vua lại giao cho cung nhân Srimati phụ trách vụ chăm sóc quét tước tháp và dung bón hoa cỏ quanh tháp. Một hôm nọ, trong khi Phật và một số các thầy đi khất thực trên con đường quen thuộc dẫn về thủ đô, Đại Đức A Nan Đà nhát thấy bóng một con voi lớn từ chuồng voi hoàng gia sổng ra và đang chạy về phía mình. Đại Đức hoảng kinh, con voi này ai cũng đã nghe tiếng, đó là con voi dữ nhất trong Vương quốc, nó tên là Nalagiri. Tại sao người ta lại để cho Nalagiri sổng chuồng ra như thế? Vừa lúc đó, những người đi đường cũng đã nhận ra sự nguy hiểm. Họ hô hoáng lên và cùng nhau chạy nấp ở hai bên vỉa đường. Dân chúng hai bên đường phố đều đã trông thấy con voi Nalagiri. Con voi đưa vòi lên cao, đuôi và hai tay thẳng đứng, nó nhằm phía Phật và các vị khất sĩ mà chạy tới. Thấy tình trạng nguy hiểm quá, A Nan Đà vội nắm tay Phật và đẩy người về phía vệ đường. Nhưng Phật không theo A Nan Đà, người đứng yên tại chỗ. Một số các vị khất sĩ núp sau lưng Phật, một số khác chạy tứ tán tìm chỗ núp hai bên vỉa đường. Dân chúng hai bên đường phố la hoảng lên, mọi người nín thở.
Ananda vừa bước lên định đứng chận trước mặt Phật, thì bỗng nghe Phật hú lên một tiếng lớn và dài. Tiếng hú vọng lên, nghiêm trang và oai vệ. Đây là tiếng hú của con dâu chúa trong rừng Lakakita ở Parilayaka. Phật đã an cư một mình trong khu rừng này, và trong thời gian ấy, người đã học được tiếng hú của con voi chúa thường đem bầy voi con đến uống nước bên bờ suối. Con voi Nalagiri đã xông tới chỉ còn cách Phật chừng 10 bước. Nghe tiếng hú vang dội, nó tự nhiên khựng lại. Lập tức nó quỵ hai chân trước xuống, rồi quỵ luôn hai chân sau. Voi của nó hạ thấp xuống sát đất, hai tay nó cụp xuống, đuôi nó cũng vậy. Phật tiến tới. Người đưa tay phải sờ lên đầu voi với tất cả thương mến. Người ra hiệu cho voi đứng dậy, rồi người nắm lấy dồi của voi, dẫn nó đi trở về nơi xuất phát của nó. Con voi ngoan ngoãn đi theo người. Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên đường nổi lên vang dậy. Thầy Ananda mỉm cười. Thầy nhớ lại Phật hồi còn trẻ tuổi, không một môn thể thao nào mà Tất Đạt Đa không giỏi, từ bắn cung, cử tạ, đánh kiếm cho đến đua ngựa, cưỡi voi. Phật đã đối xử với voi Nalagiri như đối xử với một con người hay một con vật đã từng quen thuộc lắm với người. Đoàn khất sĩ và hàng trăm dân chúng đi theo Phật và con voi. Khi vào tới chuồng voi, người nhìn vị quản voi với đôi mắt nghiêm nghị, rồi với giọng từ bi, người bảo: Ai ra lệnh cho thả voi này ra, Như Lai không cần biết. Nhưng quý vị nên biết rằng, thả voi Nalagiri ra giữa đường phố là một điều hết sức nguy hiểm. Voi này một khi được thả ra, có thể làm cho hàng chục hay hàng trăm người mất mạng. Từ nay về sau, quý vị không được làm như vậy nữa. Vị quản tượng và viên giám đốc chuồng voi lạy xuống để chịu tội. Phật đỡ họ lên và cùng các vị khất sĩ rời khỏi chuồng voi. Người tiếp tục cuộc khất thực đang bị bỏ dở nửa chừng.